là đời cô gái 38 tuổi thích ăn cắp vặt để tận hưởng cảm giác hồi hộp. Ăn cắp vặt là một hành động không hề tốt, nhưng ít ai biết được rằng nó lại là một thói quen, thậm chí là chứng bệnh kỳ lạ đối với một vài người. Ví như trường hợp của cô Takahashi, 38 tuổi, sống tại Nhật Bản. Cô là một cô gái bình thường nhưng lại mắc bệnh thích ăn cắp vặt. Triệu chứng này của cô gái xuất hiện từ năm học cấp 2. Tuy nhiên khi 30 tuổi thì Yu Takahashi mới trộm món đồ đầu tiên. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, Takahashi thường nghĩ ra những chiêu trò tinh vi để hạn chế chi tiêu. Ví dụ như khi đi siêu thị, Takahashi sẽ dùng tem giảm giá vào những ngày trước để dán vào những món đồ muốn mua. Hoặc nếu như không, cô sẽ trộm những món đồ ở gian hàng mẫu và dùng thử. Thực tế, những món đồ đó sau này cũng bị vứt ra ngoài và trở thành hàng rác thải. Tuy nhiên, Yukatashi vẫn trộm và biện minh rằng mình đang làm một việc tốt. Đồng thời nhờ vậy có thể thỏa sức tận hưởng được cảm giác hồi hộp khi ăn trộm. Suốt 6 tháng thực hiện các trò gian lận, Yu Takahashi quyết định trộm trực tiếp. Cô không lấy hàng mẫu hay dùng thử nữa, và thay vào đó là trộm những chiếc bánh mì sắp hết hạn, hay lấy trộm cùng lúc 20 món đồ tại các điểm dừng tàu khi đi làm về. Tháng 3 năm 2018, Yu Takahashi bị bắt quả tang khi đang trộm bánh mì và bị đưa tới đồn cảnh sát. Còn ngày hôm sau, cô gái được thả về nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tại cửa hàng. Tuy cảm thấy ăn năn trước hành động sai trái của mình, song Yu Takahashi vẫn không thể bỏ được đam mê ăn cắp vặt. Sau cùng, cô đã chủ động tìm tới bệnh viện để điều trị. Takahashi đã kể lại hết những phi vụ trộm cắp mà mình từng làm với bác sĩ. Cô viết thư và trả lại tiền cho những nơi mà cô đã ăn trộm đồ. Tổng cộng có 50 cửa hàng siêu thị với hơn 1 triệu yên, tức là khoảng 210 triệu đồng. Sau khi nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, Yukahashi đã có thể quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Trên thực tế, giới y khoa nhận định chứng nghiện ăn cắp vặt là một chứng bệnh, được gọi với cái tên đầy đủ là chứng ăn cắp vặt Leptomania. Đây là tình trạng cơ thể mất khả năng chống lại cảm giác thôi thúc ăn cắp những đồ vật thường không thực sự cần và ít có giá trị. Nó được xem là chứng rối loạn về sức khỏe tâm thần hiếm gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có thể gây ra cảm giác đau đớn cho người bệnh. Họ sẽ thường sống trong nỗi xấu hổ bí mật vì sao phải điều trị về tâm thần. Tuy chưa có biện pháp điều trị một cách rõ ràng, song người bệnh có thể điều trị bằng thuốc hoặc tâm lý trị liệu, giúp cho chấm dứt chu kỳ ăn cắp của mình. Về trường hợp của cô Yukahashi, sau khi được bác sĩ trị liệu và có sự trợ giúp của người thân, cô đã dần lấy lại được trạng thái bình thường. Bản thân của cô gái cũng cho rằng để tự thoát khỏi chứng bệnh này là điều rất khó khăn và cần phải có sự giúp đỡ từ người thân thì cô mới có thể chiến thắng được căn bệnh.